Với bề dày 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, Oriflame nổi tiếng bởi các sản phẩm có chất lượng từ Thụy Điển cùng công nghệ vượt trội và thành phần thiên nhiên cho hiệu quả tối ưu. Giờ đây, chúng tôi đã nâng tầm thương hiệu cùng sự ra đời của một dòng sản phẩm chăm sóc da hoàn toàn mới, được tích hợp khoa học và công nghệ tiên tiến nhất sẽ giúp bạn đạt được những bứt phá trong sự nghiệp. Xin giới thiệu dòng sản phẩm Novae. Novae là kết tinh của một nghiên cứu khoa học độc đáo với tên gọi Age Reflect được Oriflame tiến hành trên gần 1.000 phụ nữ. Kết quả nghiên cứu Age Reflect cho thấy cứ 4 trên 5 phụ nữ lại trông khác với tuổi thật của họ. Điều này cho thấy rằng tuổi tác không nhất thiết luôn ảnh hưởng đến vẻ đẹp của làn da, nhưng chắc chắn nhờ vào các dấu hiệu lão hóa xuất hiện trên da, chúng ta luôn có thể đoán được số tuổi của một người nào đó. Novae là một dòng sản phẩm chăm sóc hiệu quả chuyên sâu được thiết kế nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của làn da trong từng tiến trình lão hóa. Do đó, nó có tác dụng xác định và đẩy lùi những dấu hiệu lão hóa chính. Vậy, Novae hoạt động như thế nào? Mỗi bộ sản phẩm đều được tích hợp những công nghệ thiên nhiên được cấp bằng sáng chế nhằm đặc trị các dấu hiệu lão hóa riêng biệt. Bạn sẽ chọn một bộ sản phẩm giúp xử lý dấu hiệu lão hóa mà bạn quan tâm. Mỗi bộ sản phẩm đều được chứng minh khoa học và kiểm nghiệm thực tế. Novae là giải pháp toàn diện giúp bạn sở hữu làn da mơ ước bất chấp mọi độ tuổi. Bộ sản phẩm Novae đầu tiên được cho ra mắt là Ultimate Lift, giải pháp chăm sóc chuyên sâu nhằm ngăn ngừa hiện tượng da chảy xệ. Ultimate Lift là kết quả nghiên cứu trong hơn 7 năm của Viện Nghiên cứu Da Oriflame với công nghệ Aspartolift đã được cấp bằng sáng chế độc quyền. Aspartolift tác động lên các nguyên bào sợi, một loại tế bào biểu bì giúp sản sinh các sợi đàn hồi da. Chúng tôi đã phát hiện ra một sự thật không thể tin được. Khi các nguyên bào sợi bị lão hóa, chúng sẽ trở nên sơ cứng. Nhưng khi được điều trị bằng Aspartolift, các tế bào này dần phục hồi độ linh hoạt và khả năng hoạt động ban đầu. Chúng thực sự được trẻ hóa. Hoạt động tế bào được trẻ hóa sẽ tạo nên hiệu quả bất ngờ trong việc khôi phục độ săn chắc và đàn hồi của làn da. Ultimate Lift được khoa học chứng minh giúp trả lại 70% độ đàn hồi da chỉ sau 12 tuần sử dụng, cho bạn một làn da săn chắc. Ultimate Lift thực sự là một bước đột phá trong công nghệ làm săn chắc da đối với Oriflame nói riêng và ngành công nghiệp chăm sóc da nói chung. Giống như mọi dòng sản phẩm khác, Novae không thể phát huy hiệu quả chăm sóc tối ưu thông qua chỉ một sản phẩm, mà phải từ chọn bộ sản phẩm theo quy trình chăm sóc da thanh xuân của Oriflame. Sữa rửa mặt và nước cân bằng độ ẩm giúp loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, tế bào da chết và bụi bẩn nằm sâu trong da, cho làn da láng sạch và dễ dàng hấp thu các dưỡng chất có trong các sản phẩm. Vùng da quanh mắt rất nhạy cảm. Kem dưỡng da mắt với công thức chứa các thành phần hoạt chất dịu nhẹ sẽ giúp cải thiện vùng da đặc biệt này. Tinh chất dưỡng da với kết cấu nhẹ và mịn tạo điều kiện cho các dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào các tế bào da, mang lại hiệu quả nuôi dưỡng tối ưu. Kem dưỡng ngày chứa màng lọc tia UV giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, trong khi kem dưỡng đêm có các thành phần nuôi dưỡng sâu làn da trong lúc ngủ. Tuân theo quy trình chăm sóc da đơn giản gồm 4 bước, chỉ tốn 2 phút vào mỗi buổi sáng và tối sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tối đa. Với Novae và quy trình chăm sóc da giúp duy trì vẻ đẹp thanh xuân, Oriflame sẽ mang đến cho bạn một giải pháp chống lão hóa tối ưu, được tích hợp công nghệ đột phá nhằm đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa chính. Bộ 6 sản phẩm chăm sóc da hàng ngày Novae Ultimate Lift đảm bảo mang lại hiệu quả vượt trội. Đồng thời, nó là một công cụ kinh doanh hoàn hảo giúp bạn nâng tầm sự nghiệp, gặt hái thành công và phát triển chiếc danh nhanh hơn. Vì chúng tôi sẽ tặng bạn và các tư vấn viên của bạn thêm 20% BP cho mỗi bộ sản phẩm được bán ra. Bộ sản phẩm còn là một công cụ tuyển dụng hiệu quả nhờ công dụng tuyệt vời mà nó mang lại thông qua quy trình chăm sóc da giúp duy trì vẻ đẹp thanh xuân. Ngoài ra, các tư vấn viên mới còn ngay lập tức nhận được lợi ích tối đa vì khi gia nhập Oriflame, họ sẽ được mua bộ sản phẩm với mức giá ưu đãi dành cho tư vấn viên.
Nhưng quan trọng nhất là thông qua bộ sản phẩm này, bạn sẽ mang đến cho họ một khởi đầu vô cùng tuyệt vời. Khi mua bộ Ultimate Leap, họ sẽ đặt chuẩn ngay chương trình quà chào mừng bước 1 cùng với những quyền lợi khác, hứa hẹn cho một sự nghiệp đầy may mắn và thuận lợi tại Oriflame. Đây chính là cơ hội hiếm có giúp bạn thực hiện ước mơ.